nha, con đã ở đâu? Nhị Không. đi lên trên chỗ kia à, bỏ cái thau đỏ ra ngồi ở đây đã, nó xả nước đi. Thau đỏ trên được bình giếng nào. Ở dưới ấy, sao con lấy thau xanh nó múc nước ở thau đỏ ấy, con dội đi là được.